Núp lùng trăm năm khi ra ngoài đã vô địch chương 789. Trật tự quyền trường, một Đám cường giả các tộc cửu vực nhao nhao đáp xuống về phía đạo ánh sáng. Sở Huyền khẽ nhíu mày, vẫn sức chuẩn bị vô giới phá diệt kiếm, nếu như đám người này có thể tiến vào cửu vực. Vậy thì hắn sẽ trực tiếp ra tay, ngăn chặn đối phương tiến vào. Nếu để đám người này tiến vào, xem như thời gian an nhàn của hắn phải chấm dứt. Ầm ầm đám người hách tiên tôn bị ngăn cản bên ngoài màn sáng. Sở huyền thở vào nhẹ nhõm. Thế giới tiếp tục kéo dài, sở huyền chỉ có thể tập trung cảnh giác, đến nửa tháng sau, hắc nguyệt vẫn chưa tỉnh lại. Pháp tắc chí thượng hỗn độn, cũng không còn xuất hiện. Một đạo ánh sáng kia cũng không có biến mất. Nếu nhìn từ hỗn độn, có thể thấy trong thiên địa có một con đường tràn ngập ánh sáng, lan tràn tới một hướng không biết trong hỗn độn. Trong cổ giới hỗn độn trong, cũng có cường giả lần theo con đường ánh sáng kia một đường tiến sâu vào trong hỗn độn tìm kiếm phần cuối con đường có lẽ có thể dựa theo phần cuối con đường này thuận đường tiến vào cửu vực sở huyền cũng nghĩ đến vấn đề này lại mời ba vị long quân đi tới phía trước con đường ánh sáng kia ba vị long quân đều rất hưng phấn cho rằng có thể rời khỏi đại đạo kết quả bọn hắn không thể nào tiến vào con đường ánh sáng kia lại trôi qua nửa tháng ngoại trừ còn đường kia vẫn đang hướng ra ngoài hỗn độn, thì thế giới cửu vực đã khôi phục lại yên tĩnh. Chuyện khiến sở huyền vui mừng chính là, thiên đạo đã đồng hóa được một phần mười pháp tắc đại đạo. Hơn nữa vẫn không chịu ngừng lại, mà còn tiếp tục đồng hóa, chỉ là tốc độ giảm mạnh, đã chậm lại. Có lẽ chiếm đoạt toàn bộ đại đạo cửu vực, hóa đại đạo thành thiên đạo, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Luân hồi đại đạo cũng tăng cấp rất nhiều. Phật đạo, quỷ đạo, yêu đạo cũng thu được lợi ích. Tất nhiên ma đồ cũng được hưởng sái, thực lực được nâng cao, đại đạo do hắn mở ra càng rộng càng dài hơn. Thiên đạo của ký chủ, nắm toàn bộ thế giới trong tay, pháp tắc tăng vọt, hoàn thành bước thứ hai của kế hoạch thiên đạo, ban thưởng khai đạo 100 vạn dặm. Khi thiên đạo bao quát toàn bộ thế giới cửu vực, đồng thời cũng sát nhập hoang cổ sơ địa và thiên chi vực, thì hệ thống cũng ban thưởng. Phần thưởng là khai đạo 100 vạn dặm quả nhiên, tự mình vất vả khai đạo, làm sao nhanh bằng bậc hách kia chứ. Sở huyền cũng không lập tức nhận lấy phần thưởng, bây giờ còn chưa tới lúc, hắn đang đề phòng đám cường giả kia thừa dịp lẻn vào. Lại nhìn về phía hắc nguyệt. Giờ phút này, khí tức trên người hắc nguyệt đã trở nên siêu nhiên, thần hồn thức tỉnh, chính là mang đến lột xác thiên phú siêu nhiên. Phản phất như vừa sinh ra đã có năng lực khống chế pháp tắc. Khi Hắc Nguyệt hoàn thành lột xác, có lẽ sẽ kích hoạt hệ thống thưởng thêm lần nữa. Sở Huyền tràn đầy mong đợi, hệ thống thưởng tiếp cái gì? Khai đạo 100 vạn dặm. Ánh mắt lướt qua đám đệ tử Đinh Việt, bọn hắn đều có thu hoạch phi thường, hơn nữa còn sinh ra một chút cảm ngộ, biết được vài bí mật hỗn độn. Lại nhìn về phía con đường đang lan tràn về hỗn độn, trong lòng Sở Huyền mơ hồ hiểu ra đây là thứ gì. Đạo kiếp đại đạo, đoán chừng thực sự là chết từ trong trứng nước. Hay vào đó tạo thành một con đường lan tràn về phía hỗn độn. Rốt cuộc là nó muốn đi đâu? Hắc Nguyệt hoàn thành lột xác, có lẽ sẽ biết được. Thế giới cửu vực thật sự có quá nhiều bí mật. Có quá nhiều tồn tại bí ẩn đang lẫn trốn, thật sự là chuyện vượt ngoài dự tính. Kể cả vài tồn tại có thực lực khủng bố, vẫn chưa chết hẳn, bọn hắn âm thầm ẩn nút chờ đợi thời cơ thức tỉnh. Có lẽ đang chờ đạo kiếp đại đạo buông xuống. Chỉ sợ bọn hắn phải thất vọng rồi đạo kiếp đại đạo đã chết từ trong trứng nước. Về phần đạo kiếp có thật sự kết thúc hay chưa, sở huyền cần thêm thời gian để xác nhận. Khi nào Hắc Nguyệt hoàn thành lột xác, kích hoạt hệ thống ban thưởng, thì hắn có thể thu được tin tức chuẩn xác. Vài ngày sau, rốt cục Hắc Nguyệt đã hoàn thành lột xác. Ký chủ không bước ra khỏi nhà, bày mưu nghỉ kế, giúp cho đệ tử Hắc Nguyệt tu bổ thiên sinh thần hồn, kích phát thiên đạo tăng vọt, thâu tóm một phần đại đạo cửu vực, ban thưởng khai đạo 100 vạn dặm. Đệ tử hắc nguyệt của ký chủ kích hoạt thần hồn, khôi phục pháp tắc, lột xác thành hỗn độn trật tự pháp tắc chi hồn, ban thưởng hỗn độn trật tự quyền trượng. Một tay ký chủ thúc dục thế giới đại biến, dẫn phát pháp tắc chi thượng hỗn độn, khiến cho đạo kiếp đại đạo kết thúc, mở ra thông đạo vực sâu hỗn độn, mở ra đại kiếp vực sâu, ban thưởng pháp thuật tối cao của hỗn độn, thâm viên cổ ngục. Ba lần nhắc nhở liên tiếp. Sở huyền mừng rỡ không thôi, lại là khai đạo 100 vạn dặm. Chỉ cần nhận lấy phần thưởng, hắn có thể khai đạo thêm 300 vạn. Thế giới đại đạo 300 vạn dặm, tuyệt đối là cực kỳ cường đại, cho dù là cổ thần hỗn độn, chỉ sợ cũng không thể uy hiếp được hắn. Thế giới đại đạo 300 vạn dặm, cho dù là khai đạo giả thiên địa 300 vạn cũng không thể so sánh. Hắn đoán gì trúng nấy, vậy mà đạo kiếp lại chết yểu. Còn chưa bắt đầu cái gì, thế mà kết thúc đám gia hỏa chờ đợi mỏi mòn đạo kiếp, chỉ sợ phải thất vọng tràn trề. Nhưng mà đại kiếp vực sâu là thứ gì? Ngoại trừ phần thưởng khai đạo 100 vạn dặm ra, còn có một một kiện chí bảo, hỗn độn trật tự quyền trường. Sở huyền đọc lướt qua giới thiệu. Hỗn độn trật tự quyền trường, có thể quyết định người vi phạm trật tự hỗn độn, thao túng pháp tắc trật tự hỗn độn để trừng phạt. Nhìn thấy giới thiệu về kiện chí bảo này, sở huyền rất hưng phấn, đây là một kiện đại sát khí. Thao Túng Pháp tắt Trật Tự Hỗn Độn. Nếu nhìn ai không vừa mắt, có thể quyết định đối phương làm trái trật tự hỗn độn, sau đó thao túng pháp tắc trật tự hỗn độn trừng phạt hắn. Đương nhiên hỗn độn trật tự quyền trượng cũng có vài hạn chế, không thể nào sử dụng một cách tùy tiện được. Đầu tiên, người sử dụng phải có thực lực nhất định. Thực lực tối thiểu cũng là khai đạo 100 vạn dặm. Sở Huyền vừa đủ thỏa mãn điều kiện này. Thứ hai, Sử dụng quyền trượng này cũng không có gì hạn chế, nhưng nó chỉ là một kiện chí bảo mà thôi. Mỗi một lần thao túng pháp tắc trật tự hỗn độn đều cần chờ một khoảng thời gian khôi phục, sau đó mới có thể sử dụng tiếp. Thời gian khôi phục nhanh hay chậm đều phụ thuộc vào chuyện thao túng pháp tắc trật tự mạnh hay yếu. Thao túng càng nhiều thì thời gian chờ càng dài. Ngược lại, nếu chỉ là thao túng một tia pháp tắc trật tự hỗn độn thì thời gian chờ sẽ rất ngắn. Mặc dù có hạn chế, hỗn độn trật tự quyền trượng vẫn là một kiện chí bảo khủng bố. Sở huyền xem qua phần thưởng cuối cùng. Pháp thuật chí thượng hỗn độn, thâm nguyên cổ ngục. Đây là một môn bí thuật vượt xa đại đạo, liên quan đến pháp tắc tối cao thuộc về hỗn độn. Thâm nguyên cổ ngục, trở tay biến một mảnh hỗn độn hóa thành thâm nguyên cổ ngục, trấn áp, diệt sát, khống chế tất cả tồn tại. Chỉ cần bị trấn áp trong thâm nguyên cổ ngục, tựa như bị vây khốn trong lao ngục, toàn bộ sinh tử của đối phương chỉ trong một ý niệm, có thể trực tiếp biến một mảnh hỗn độn thành thâm viên của một khủng bố. nhìn thấy giới thiệu của môn bí thuật này, sở huyền không khỏi nhớ tới vực sâu trong hỗn độn, chẳng lẽ chỗ đó là do tồn tại nào tạo thành hay sao? vực sâu trong hỗn độn, cùng với vực sâu trong thế giới là hai nơi hoàn toàn khác biệt. vực sâu trong hỗn độn là chỗ không gian phá toái, đại đạo sụp đổ, pháp tắc hỗn loạn, ở trong một loại hình thái kinh khủng giống như vực sâu sở huyền ngẩng đầu nhìn về phía con đường ánh sáng đang lan tràn tới hỗn độn nếu không có gì bất ngờ đây là thông đạo đi tới vực sâu hỗn độn cũng là chỗ bắt đầu đại kiếp vực sâu đại kiếp vực sâu là thứ gì sở huyền cảm thấy nên tìm hiểu một chút cũng không thể để cửu vực mất đi sự yên bình vốn có tồn tại trong vực sau sẽ đi theo con đường này dết đến cửu vực có hạn chế tu vi hay không nếu xuất hiện cường giả cấp bậc trên khai đạo cảnh sở huyền chỉ có thể ra tay bảo vệ thế giới cửu vực chuyện này rất phiền phức đây cũng không phải là ước nguyện ban đầu của hắn đám người bàn sơn không thể tiến vào con đường liên thông tới vực sâu bọn hắn bị bài xích sở huyền dự đoán muốn tiến vào con đường vực sâu hẳn là có hạn chế tu vi những tồn tại trong vực sâu có thể thông qua con đường này đi đến thế giới cửu vực sinh linh bên trong cửu vực tương tự cũng có thể đi tới vực sâu đó là cơ duyên nguy hiểm và cơ duyên luôn đi chung với nhau vực sâu hỗn độn làm thế nào mà thiếu cơ duyên ở trong hỗn độn khu vực nào càng nguy hiểm thông thường sẽ ẩn chứa cơ duyên càng lớn chỉ là có mạng hưởng hay không mà thôi thế giới tiếp tục biến hóa con đường vực sâu vẫn lan tràn về phía hỗn độn cũng không biết đến tột cùng nó sẽ dẫn tới chỗ nào hắc nguyệt tỉnh táo lại lúc này trong đầu nàng xuất hiện vô số cảm ngộ dường như ngay lúc vừa tỉnh dậy nàng đã biết được rất nhiều bí mật đại đạo cùng với bí mật pháp tắc hỗn độn chỉ cần tu vi của nàng đủ mạnh thì sẽ có khả năng khống chế tất cả thiên đạo cũng vì nàng mà tăng trưởng một mảng lớn không ngừng chiếm đoạt lấy đại đạo cửu vực sư tôn đệ tử có một loại cảm ngộ tự hồ bên ngoài thế giới xuất hiện một con đường vực sâu có thể đi thông tới vực sâu hỗn độn tồn tại trong vực sâu có thể thông qua con đường này tiến vào cửu vực nhưng mà tạm thời chỉ có cường giả đạo cảnh mới có thể tiến vào khai đạo giả sẽ bị bài xích bên ngoài bất quá khai đạo giả cửu vực cũng không thể tiến vào con đường vực sâu thậm chí không thể tới gần cửa vào chuyện đầu tiên khi hắc nguyệt tỉnh lại chính là thông báo tình huống con đường vực sâu nàng cũng không biết tại sao mình lại biết được những thứ này tại sao lại biết được những hạn chế cùng quy tắc của con đường vực sâu trong lòng nàng có một loại dự cảm có lẽ sự xuất hiện của con đường vực sâu liên quan đến nàng. Sở Huyền có chút nghi ngờ, khai đạo giả cửu vực cũng không thể tới gần cửa vào con đường vực sâu. Chẳng lẽ cửa vào con đường vực sâu cũng không nằm trên đại đạo, hay là ở bên trong cửu vực. Khai đạo giả cửu vực không thể tiến vào cửu vực, nếu như xuất hiện quy tắc hạn chế, tự nhiên là không thể tới gần cửa vào con đường vực sâu. Nếu như đám sinh linh vực sâu men theo con đường vực sâu mà tiến vào, thì sẽ là mối họa cho các chủng tộc ở cửu vực cũng may là tạm thời chỉ có cường giả đạo cảnh trở xuống mới có thể tiến vào con đường vực sâu nếu chỉ có vậy thì sở huyền cũng yên tâm đạo cảnh mà thôi chưa đủ tư cách quấy nhiễu đến hắn huống chi đợi đến lúc thiên đạo thay thế đại đạo cửu vực vậy thì hắn có thể hạn chế con đường vực sâu đã là nguy hiểm cũng là cơ duyên vừa khéo các tộc cửu vực có thể thừa dịp này ngưng nội chiến đồng tâm hiệp lực đối ngoại chống lại sự xâm lấn của sinh linh vực sâu giọng nói sở huyền truyền vào trong đầu hắc nguyệt kỳ thật các ngươi cũng có thể phản công tiến vào vực sâu vực sâu hỗn độn ẩn chứa rất nhiều cơ duyên sở huyền lại nói tiếp đệ tử đã hiểu thưa sư tôn hắc nguyệt cung kính đáp được rồi ngươi cũng cố cảnh giới một chút sau này nên đi thế nào trong lòng ngươi tự biết là được vâng thưa sư tôn đám đệ tử đã trưởng thành trải qua lần lột xác này khoảng cách khai đạo cũng không còn quá xa con đường vực sâu chính là cơ duyên của đám đệ tử ầm ầm một ngày này rốt cục con đường vực sâu đã phát sinh biến hóa ánh sáng trải dài xuyên qua thiên chi vực hạ xuống hoang cổ vực lộ ra một cánh cổng khổng lồ cảnh cổng này phát ra ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện kinh động đến rất nhiều cường giả đạo cảnh bên trong cửu vực bọn hắn cũng không biết những biến hóa trước đó càng không biết sự tồn tại của con đường vực sâu. Bởi vậy, lúc xuất hiện con đường vực sâu, vô số cường giả đạo cảnh đều vọt tới đây nhìn xem. Đại cơ duyên Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu bọn hắn, chính là cơ duyên trời ban. Sở huyền liếc nhìn cảnh cổng khổng lồ kia, quả nhiên bên trong tồn tại vài hạn chế cùng quy tắc, khai đạo giả không thể nào tiến vào bên trong. Cho dù hắn có điều khiển thiên đạo, cũng không thể cưỡng ép đóng kín cảnh cổng này dù sao thì cấp bậc của thiên đạo vẫn còn thấp. Biến hóa trong thiên địa chấm dứt, những người có cảm ngộ đều tỉnh táo lại. Thiên đạo trải qua lần cơ duyên này, chiếm đoạt một phần mười đại đạo cửu vực, là một lần thu hoạch cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa, toàn bộ thế giới cửu vực đều sáp nhập vào trong thiên đạo. Ở bên dưới thiên đạo, tất cả tồn tại đang ẩn núp đều hiện ra trước mắt sở huyền. Ví dụ như bộ hài cốt bên trong thiên chi vực. Giờ phút này, bộ dạng của đối phương ngơ ngác hai mắt mờ mịt biến hóa lần này của cửu vực đạo kiếp đã chết yểu khiến cho đối phương không biết phải làm sao thậm chí hắn còn không biết nên tiếp tục ngủ say hay là xuất thế nếu lúc này xuất thế tự hồ sẽ gặp phải nguy hiểm khó lường còn có khỏa đầu lâu khổng lồ kia bộ dáng cũng rất mờ mịt có một loại cảm giác mơ hồ tự hồ cơ hội thức tỉnh của mình đã không còn đây là đầu lâu của một vị sinh linh hỗn độn còn chưa chết hẳn Sở huyền suy đoán, chủ nhân của khỏa đầu lâu này từng là một trong bá chủ cửu vực, đã từng thống lĩnh sinh linh hỗn độn, chỉ là sau này bị vây giết tại cửu vực. May mắn là hắn chưa chết hẳn. Vẫn chờ đợi cơ hội khôi phục. Lúc này, tự hồ cơ hội khôi phục lại bị trì hoãn. Đến hiện tại, sở huyền mới có thời gian rảnh rỗi, quan sát toàn bộ thế giới cửu vực, quan sát những tồn tại đang ẩn nút. Con đường vực sâu đã hạ xuống, chỉ là cửa vào vẫn chưa mở ra. Hơn nữa, người có tu vi trên khai đạo cảnh đều không thể tiến vào, cũng có nghĩa là bọn hắn không thể tiến vào cửu vực. Đại đạo cửu vực vẫn tồn tại lực bài xích, sở huyền có thể tiếp tục yên ổn tu luyện, sẽ không có cường giả tiến vào quấy nhiễu hắn. Về phần những tồn tại đang núp trong thế giới cửu vực, trừ phi bọn hắn chủ động ra ngoài gây sự, nếu không sở huyền cũng lười quản. Nếu như trong thế giới không có vài tồn tại khủng bố ẩn núp, thì thế giới này cũng thật vô vị sở huyền cũng không hy vọng thế giới cửu vực thuộc về mình là một thế giới đơn giản bình thường không có ẩn tàng đại cơ duyên đại bí mật đến nước này sở huyền cũng không muốn che giấu thế giới cửu vực chính là của hắn đương nhiên một vài tồn tại trong thế giới cửu vực nếu cần dùng tới hắn vẫn sẽ lợi dụng lại nhìn về một chỗ bên trong hoang cổ sơ địa chỗ đó có một tiểu không gian đặc biệt có một tồn tại đặc thù đang ẩn nút trước kia hắn cực kỳ mạnh mẽ chỉ là hiện tại chỉ còn một tia bản nguyên, kéo dài hơi tàn. Dù vậy, thực lực của hắn cũng tiếp cận khai đạo vạn dặm. Có thể thấy được, thực lực của hắn trong thời kỳ đỉnh phong, chắc chắn vượt qua cửu cực. Vị trí cường giả trấn thủ quỷ giới, cường giả thủ hộ trật tự luân hồi, sở huyền đang để mắt tới người này. Vị này là một tồn tại đặc thù, có một ít hình thái quỷ tộc, lại cùng loại với u tộc. Sở huyền hoài nghi, U tộc được sinh ra là do một tia bổn nguyên của vị này tản ra. Cơ thể của nó giống như hồn thể, rất phù hợp với quỷ chi đạo, cũng rất thích hợp thủ hộ trật tự luân hồi. Đương nhiên, trật tự luân hồi rất quan trọng, sở huyền sẽ không sắp xếp một vị trấn giữ. Trước tiên, sở huyền cũng không tìm đối phương, mà nhận lấy phần thưởng của hệ thống. Phần thưởng là khai đạo 200 vạn dặm, khiến cho đại đạo của sở huyền dài ra hơn 300 vạn dặm. Hắn đã từng bốc phép, khai đạo mấy trăm vạn dặm, rốt cục sắp thực hiện được. Bên trên đại đạo lại xuất hiện thiên địa dị tượng, giống như vô số thế giới hiện ra trên đại đạo. Sở Huyền lại tiến vào trạng thái khai đạo. Trong hỗn độn. Từ lúc thế giới cửu vực yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại con đường vực sâu đang lan tràn về phía sâu trong hỗn độn. Đám cường giả hách tiên tôn, sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ cực kỳ ngưng trọng. Biến hóa cửu vực hoàn toàn vượt khỏi dự tính của bọn hắn có thể xác định một chuyện thế giới cửu vực mà bọn hắn từng biết bây giờ đã trở nên lạ lẫm các tộc bị bài xích ra ngoài chỉ sợ không thể quay trở về cửu vực đây cũng không phải là chuyện tốt mà tâm tình của đám khai đạo giả cửu cực càng trở nên tồi tệ không cách nào tiến vào cửu vực cũng có nghĩa là bọn hắn không thể chặt đứt căn nguyên đại đạo không thể nào trở thành khai đạo giả tự tại thực lực sẽ dậm chân tại chỗ hơn nữa bọn hắn đều bị đại đạo bài xích một khi chết đi, thì không còn cơ hội phục sinh, không còn hy vọng khôi phục từ trong đại đạo. Mong đợi duy nhất của bọn hắn, chính là con đường vực sâu. Đã có người phái ra khai đạo giả, đi theo con đường vực sâu, tìm kiếm phần cuối của con đường. Có thể dựa theo phần cuối của con đường để tiến vào cửu vực. Sắc mặt bàn sơn lộ vẻ khó coi, âm trầm nhìn chầm chầm vào cửu vực, trong lòng tự hỏi, kế hoạch của hắn thất bại là do ngoài ý muốn, hay là bị người khác sắp đặt hồi tưởng lại toàn bộ quá trình bố cục không có bất kỳ sơ hở gì hắc nguyệt cũng không có chỗ nào bất thường thực lực của đối phương yếu như thế làm sao phát hiện ra ý đồ của mình còn có thể biết được thần hồn của nàng rất đặc thù dù sao thần hồn của nàng đang ở trong trạng thái ngủ say đối phương cũng xác thực tu luyện môn bí thuật kia hơn nữa còn đạt cảnh giới đại thành tất cả bố trí của mình đối phương đều ngoan ngoãn làm theo là ngoài ý muốn ư một đạo thần hồn này còn muốn khủng bố hơn so với dự đoán của mình chỉ hơi thức tỉnh một chút liền phá hỏng bố cục của mình bàn sơn không tài nào hiểu được dùng thực lực của hắn cho dù thần hồn có thức tỉnh thì có thể làm được gì ý thức của hắc nguyệt lại quá yếu làm sao có thể phá hỏng bố cục của hắn trực giác nói cho hắn biết có người cố tình phá hỏng mưu đồ của hắn chẳng lẽ là tồn tại trong cửu vực bàn sơn nghĩ nát óc cũng không rõ từ lúc nào cửu vực lại xuất hiện tồn tại mạnh như vậy những tên kia hoặc là bị hạn chế chỉ có thể hoạt động trong tiểu không gian của bọn hắn hoặc là bị tàn phế làm sao có dư giả năng lực phá hỏng mưu đồ của hắn hiện giờ đạo thần hồn kia ra sao bị người cướp lấy trong lòng bàn sơn rất phẫn hận và bất lực hắn nhìn về phía con đường vực sâu đôi mày nhíu chặt ánh sáng này lan tràn đến chỗ sâu trong hỗn độn làm sao có cảm giác rất quen thuộc tự hồ lúc hắn còn nhỏ yếu, đã từng nhìn thấy một lần. Chỉ là thời gian trôi qua rất lâu, hắn lại từng gặp phải trọng thương vài lần, đoạn trí nhớ lúc nhỏ cũng bị ảnh hưởng một chút. Hách tiên tôn cũng nhìn chầm chầm về con đường vực sâu. Lông mày dựng đứng, tự hồ hắn nghĩ ra chuyện gì. Lại nhìn về phía bàn sơn, vị sinh linh hỗn độn cường đại này. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng đã nhận ra, bàn sơn bị thương chưa lành. Dù vậy, hắn cũng không thể địch nổi. Thậm chí không có người nào ở đây có thể địch nổi. Cho dù bọn hắn có liên thủ, cũng chưa chắc đánh thắng bàn sơn, khai đạo giả thiên địa quá cường đại. Sinh linh hỗn độn không có mở ra thế giới, nhưng mà đạt tới một bước này, cũng không khác gì khai đạo giả thiên địa, cũng ngang ngửa với cấp bậc khai đạo giả thiên địa. Trong lòng hách tiên tôn rất kiên kỵ, nếu như bàn sơn lại nổi điên, chỉ sợ tất cả mọi người có liên thủ cũng không ngăn cản nổi. Hiện nay, nhất định phải có khai đạo giả thiên địa quay trở về tọa trấn thì mới ổn được. Đương nhiên, Trừ Phi Bàn Sơn thật sự phát điên, nếu không sẽ không tùy tiện truy sát bọn họ. Tam tộc thần tiên ma đều có khai đạo giả thiên địa, hỗn độn tộc cũng có cường giả cấp bậc này, Trừ Phi Bàn Sơn muốn bị một đám khai đạo giả thiên địa đuổi giết. Tuy là sinh linh hỗn độn rất cường đại, nhưng bên trong cũng có phân chia mạnh yếu. Sinh linh hỗn độn giai đoạn sau, cho dù mạnh cỡ nào cũng không phải vô địch cũng không phải là nhóm sinh ra đầu tiên trong hỗn độn cho dù là nhóm sinh linh hỗn độn đời đầu thì trong tam tộc cũng có cường giả cấp bậc này tam tộc đời thứ nhất chính là tồn tại cấp bậc này chỉ là không biết bọn hắn đã đi tới nơi nào trong hỗn độn có phải ngươi nhớ ra thứ gì không bàn sơn nhìn về phía hách tiên tôn hỏi một câu ở trong ấn tượng của ta tự hồ từng xảy ra tình huống giống thế này chẳng qua là khi đó thực lực của ta còn yếu chưa từng khai đạo cụ thể cũng không quá rõ ràng hách tiên công trầm ngâm một chút mới nói ra kỳ thật lúc trước cũng không phải thực lực của hắn quá yếu mà bởi vì nhận ra một ít nguy hiểm cho nên lựa chọn bế quan tại cấm địa tiên tộc cho đến khi nguy hiểm biến mất lúc này mới chịu xuất quan đột phá khai đạo cảnh phế vật bàn sơn trực tiếp xem thường mắng một câu đường đường là tiên tộc đời thứ hai, sống biết bao nhiêu năm, thậm chí ngay cả một ít bí mật cũng không biết. Hách tiên tôn không tức giận chút nào, nhìn chầm chầm vào đạo ánh sáng đang lan tràn về phía hỗn độn, thật lâu sau mới nói, lúc trước phát sinh tình huống tương tự, tự hồ có quan hệ cùng người kia. Đám người liệt ma tôn khẽ giật mình. Người kia. Bàn sơn nghe vậy, đột nhiên nhớ lại, sắc mặt biến đổi liên tục, bèn nói, tình huống tương tự lúc trước, là do người kia mà ra, đúng vậy. Hách tiên tôn gật đầu xác nhận. Ba người liệt ma tôn, đô thần tôn, côn trấn yên lặng lắng nghe, bọn hắn ở trước mặt hách tiên tôn cùng bàn sơn, chỉ là đám hậu bối. Bất quá, bọn hắn lại biết người kia trong miệng hách tiên tôn. Mặc dù không biết tục danh, nhưng đã nghe nói truyền thuyết về hắn. Vị này đã từng sáng tạo ra công pháp nhân tộc. Thâm nguyên cổ lộ. Trước cuộc bàn sơn đã nhớ lại đoạn ký ức kia, lạnh lùng thốt ra bốn chữ. Hách tiên tôn sửng sốt một chút, kế tiếp sắc mặt biến đổi, bèn nói, đại kiếp vực sâu. Đúng vậy. Bàn sơn nặng nề gật đầu. Liệt ma tôn là người nóng tính, nhịn không được mở miệng hỏi, hách tiền bối, thâm nguyên cổ lộ cùng đại kiếp vực sâu là thứ gì? Hắn không dám trực tiếp hỏi bàn sơn, sợ chọc người tức giận, tác cho mình một phát chết tươi. Hách tiên tôn rất dễ nói chuyện, tính tình rất ôn hòa, hơn nữa là tiên tộc đời thứ hai cho nên cũng không sợ bị đánh cửu vực đã từng xảy ra một vài biến cố ta cũng không biết tình huống cụ thể thế nhưng người kia khiến cho đạo kiếp sớm kết thúc sau đó vẫn phát ra đại kiếp vực sâu sắc mặt hách tiên tôn trầm trọng nói ra thâm nguyên cổ lộ chính là con đường kết nối giữa thế giới cửu vực và vực sâu hỗn độn đại kiếp bắt nguồn từ vực sâu đại kiếp lúc trước khiến cho vô số sinh linh cửu vực bỏ mạng thậm chí số lượng chủng tộc bị diệt vong cũng không ít tồn tại trong vực sâu một khi chiếm lấy thế giới cửu vực khí vận của các tộc sẽ bị cắt đứt triệt để tương lai mịt mờ đám người liệt ma tôn biến sắc mặt cửu vực hiện tại thực lực còn yếu hơn lúc trước làm thế nào chống lại sự xâm lấn của sinh linh vực sâu một khi thế giới cửu vực bị sinh linh vực sâu chiếm lấy đây sẽ trở thành mối họa cực lớn đối với các tộc ngoài hỗn độn đại kiếp vực sâu lúc trước kết thúc ra sao Đô thần tôn không nhịn được, bèn hỏi. Hách tiên tôn lắc đầu, không biết. Đô thần tôn cùng liệt ma tôn thầm mắng to, đường đường là tiên tộc đời thứ hai, tồn tại cổ xưa, vậy mà không biết. Đừng nói là lúc trước nhát chết trốn đi, cho nên chưa từng trải qua, mới không biết chút gì. Nói như thế, đạo kiếp đã chết yểu. Nguyên Sơn lão tổ không nhịn được, mở miệng nói. Bọn hắn vẫn luôn phòng bị đạo kiếp buông xuống, kết quả còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi không khỏi trêu đùa người khác. Hách tiên tôn liếc nhìn khai đạo giả cửu cực ở đây, sau khi trầm mặt một chút, mới nói, đối với các ngươi mà nói, đại kiếp vực sâu còn khủng bố hơn đạo kiếp, đặc biệt là bọn ngươi không thể chặt đứt căn nguyên. Nghe đồn rằng, sinh linh vực sâu sẽ thôn vệ căn nguyên đại đạo của khai đạo giả, dùng thứ này để khiến đại đạo tán thành, chính thức trở thành sinh linh thế giới cửu vực. Tất cả khai đạo giả cửu cực ở đây đều tái mặt. Bọn hắn không có biện pháp tiến vào cửu vực, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có một khi căn nguyên đại đạo bị cắn nuốt hậu quả không tài nào tưởng tượng nổi dựa vào tình cảnh trước mắt của bọn hắn đang bị đại đạo bài xích cho dù có muốn che giấu căn nguyên đại đạo cũng không làm được về phần sinh linh vực sâu làm thế nào tìm kiếm căn nguyên khai đạo giả tự nhiên sẽ có biện pháp đây là điểm đặc biệt của đại kiếp chẳng lẽ là người kia trở về cho nên dẫn phát đại kiếp vực sâu sắc mặt liệt ma tôn xám tro liếc nhìn về phía cửu vực nói ra nghe đồn là người kia đã chết rồi dù sao trải qua biết bao nhiêu thời đại người kia vẫn chưa từng xuất hiện nhưng mà chỉ có người kia đủ khả năng sớm kết thúc đạo kiếp mở ra đại kiếp vực sâu hôm nay cửu vực lại mở ra con đường vực sâu tự nhiên chỉ có thể nghĩ tới người kia không liên quan tới hắn dù sao đã biến mất rất nhiều thời đại rồi hách tiên tôn lắc đầu đưa mắt nhìn về phía bàn sơn. Biến cố ở cửu vực, khả năng rất cao có liên quan tới bàn sơn, không biết rốt cuộc hắn đã làm ra chuyện gì. Tất nhiên bàn sơn sẽ không giải thích, chỉ hừ lạnh một tiếng, thân hình bay về phía chỗ sâu trong hỗn độn, hắn muốn men theo con đường vực sâu, tìm kiếm phần cuối của con đường. Tại sao một đạo thần hồn kia lại dẫn phát đại kiếp vực sâu? Tự hồ là đối phương dẫn dắt lực lượng vực sâu đến đây chẳng lẽ một đạo thần hồn kia có liên quan tới vực sâu hay là nó sinh ra từ vực sâu hỗn độn ở đây không có ai dám truy hỏi bàn sơn dù sao thực lực cũng không bằng người nguy cơ chân chính đã đến chư vị phải đồng tâm hiệp lực nếu như bỏ mặt đại kiếp vực sâu không chỉ ảnh hưởng tới thế giới cửu vực mà ngay cả biến cố chỗ sâu trong hỗn độn cũng có liên quan tới vực sâu lúc nào cũng có thể lan đến chỗ chúng ta hách tiên tôn trầm giọng nói ra đám cường giả các tộc cửu vực đều lo lắng quay về cổ giới hỗn độn cùng nhau thương nghị đối sách sở huyền tỉnh lại từ trong cảm ngộ nhìn về phía con đường vực sâu chỉ sợ rất nhanh nó sẽ mở ra phải sớm chuẩn bị một vài thứ đám cường giả trong cửu vực không thể bị động phòng thủ sớm tiến vào con đường vực sâu đi tập kích ngược vực sâu mới là vương đạo về phần thế giới cửu vực có bị sinh linh vực sâu xâm chiến sở huyền không hề lo lắng chút nào chỉ cần hắn ở đây tự nhiên có thể duy trì sự cân bằng ở cửu vực sở huyền nhìn về phía đám người hồng nguyên sơ sau khi thiên đạo bao quát thế giới cửu vực có bao nhiêu khai đạo giả hắn đều nhìn thấy tận mắt cũng rõ ràng thực lực đám người này cửu vực bây giờ chỉ sợ là thời kỳ yếu nhất từ trước tới nay trong đám khai đạo giả không có nổi một người khai đạo năm ngàn dặm đừng nói tới khai đạo giả cửu cực cho dù tính cả những tồn tại đặc thù kia cùng với lũ gia hỏa tàn phế đang sống thoi thóp, thì thực lực tổng thể của cửu vực vẫn rất yếu ớt. Những gia hỏa đang ẩn nút kia sẽ không tùy tiện xuất thế, thậm chí bọn hắn còn bị hạn chế, không thể rời khỏi không gian thần bí. Sở huyền nhìn về phía Hồng Nguyên Sơ, vị trí cường giả nhân tộc này, trước mắt chính là nhân vật đứng đầu bên trong khai đạo giả nhân tộc. Vậy mà trong lần cảm ngộ này, hắn lại chạm đến một tia pháp tắc chí thượng hỗn độn, xem như đạt được đại cơ duyên tốc độ khai đạo tăng vọt, đại đạo đã mở ra hơn 4.000 dặm. Hồng Nguyên Sơ có cơ hội đột phá cửu cực. Trong lần biến hóa của thiên địa này, thực lực ma đồ cũng được nâng cao. Đám khai đạo giả ma tộc còn lại, cũng nhờ vào biến cố lần này, hưởng được lợi ích từ thiên đạo, rất nhanh đã sát nhập vào trong Phật đạo. Lột xác thành Phật. Đằng Giao Vương cũng thành công bước vào yêu chi đạo. Biến cố thiên địa chấm dứt, đám khai đạo giả cũng tỉnh lại từ trong cảm ngộ, sở huyền lại phát ra tin tức trong khai đạo hội thế giới cửu vực đã phát sinh biến cố đạo kiếp chết yểu hiện giờ mở ra con đường vực sâu đại kiếp vực sâu tiến đến đám người hồng nguyên sơ nghe được đạo kiếp chết yểu còn chưa kịp cao hứng thì trong lòng đã căng cứng con đường vực sâu đại kiếp vực sâu sở huyền tiếp tục nói hiện tại thế giới cửu vực sẽ liên thông cùng vực sâu hỗn độn rất nhanh sẽ có sinh linh vực sâu xâm lấn các tộc ở cửu vực cần liên thủ kháng địch đồng tâm hiệp lực chống lại sinh linh vực sâu sau đó hắn giảng giải sơ qua sự khủng bố của sinh linh vực sâu cùng với ảnh hưởng của đại kiếp vực sâu mang đến nếu như xâm lấn cửu vực sẽ có hậu quả ra sao nói một cách đơn giản sinh linh vực sâu không được thiên địa công nhận không được đại đạo tán thành không thuộc loại sinh linh bình thường nếu bọn chúng muốn thiên địa công nhận triệt để thoát khỏi vực sâu hỗn độn nhận được công nhận từ đại đạo phải cắn nuốt căn nguyên sinh linh cửu vực dùng thứ này để che lấp khí tức sinh linh hỗn độn nhận được đại đạo tán thành mới có thể sinh tồn trong thiên địa hoàn cảnh ở vực sâu hỗn độn cực kỳ ác liệt bất kỳ sinh linh vực sâu nào đều có mơ ước thoát khỏi khí tức vực sâu trở thành sinh linh thiên địa bởi vậy đại kiếp vực sâu tiến đến chính là một trường hảo kiếp đối với sinh linh cửu vực hoặc là giết chết sinh linh vực sâu hoặc là bị diệt sát cùng thôn vệ tuy vực sâu hỗn độn rất nguy hiểm nhưng cũng ẩn chứa đại cơ duyên nếu giết chết sinh linh vực sâu có thể nhận được khí vận đại đạo khí vận đại đạo càng mạnh càng dễ dàng cảm ngộ đại đạo tu luyện cũng nhanh hơn người khác cho nên cửu vực là cơ duyên của sinh linh vực sâu mà vực sâu cũng là cơ duyên của sinh linh cửu vực mấy người hồng nguyên sơ cảm thấy rung động ý thức được nguy cơ của cửu vực đã tiến đến cho dù bọn hắn không biết vực sâu hỗn độn là gì nhưng có thể thay thế đạo kiếp tiến đến tất nhiên sẽ không đơn giản khẳng định sinh linh vực sâu rất cường đại tại sao giết chết sinh linh vực sâu sẽ thu được khí vận đại đạo côn hà tò mò hỏi chẳng lẽ là do bố trí của đại kiếp cho dù là bố trí của đại kiếp cũng có nguyên nhân chứ sở huyền mỉm cười bèn nói vực sâu chính là một nhà tù đại đạo xem sinh linh ở bên trong giống như nghiệp chướng tự nhiên giết chết bọn chúng sẽ thu được khí vận đại đạo vực sâu hỗn độn xuất hiện như thế nào trong lòng sở huyền đã có chút suy đoán khả năng rất lớn là muốn trấn áp cường giả làm trái quy tắc hoặc là do pháp tắc hỗn độn diễn hóa ra cũng không loại trừ khả năng do chí cường giả làm ra ví dụ như sở huyền hắn cũng có thể làm được chuyện tương tự chuyển một khu vực hỗn độn đánh thành vực sâu hỗn độn sau đó dùng nơi này trấn áp một vài tồn tại trong hỗn độn tồn tại bao nhiêu loại vực sâu thế này hắn cũng không biết nhưng mà một số vực sâu tương đối nhỏ trong đó khả năng rất cao là do cường giả tạo ra ta sẽ an bài cường giả đạo cảnh tiến vào con đường vực sâu hồng nguyên sơ mở miệng nói trong lòng đám khai đạo giả này thở dài một hơi cũng may con đường vực sâu có hạn chế chỉ có đạo cảnh mới bước vào được đã ngăn trở cường giả khai đạo cảnh tiến vào nếu không bọn hắn sẽ gặp áp lực rất lớn lúc nào cũng có nguy hiểm rơi xuống trên đầu bọn hắn tin tức về con đường vực sâu và đại kiếp vực sâu giao cho đám người Hồng Nguyên Sơ truyền lại cho các tộc ở Cửu vực. Về phần mấy chủng tộc ở Cửu vực liên thủ như thế nào để chống lại Sinh Linh vực sâu, Sở Huyền cũng mặc kệ, chỉ cần nhắc nhở mấy người Khai đạo giả là được rồi. Khai đạo giả đã là tồn tại trong truyền thuyết ở Cửu vực, mỗi Khai đạo giả đều có thế lực riêng phần mình, có thể dựa vào sức mỗi người thúc đẩy mấy chủng tộc Cửu vực hợp tác với nhau. Hơn nữa, giết chết Sinh Linh vực sâu có thể thu được khí vận đại đạo, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả Cửu vực nhất là đám gia hỏa đạo cảnh bị dậm chân tại chỗ, không còn cơ hội đột phá. Không thể nghi ngờ, đại kiếp vực sâu cấp cho bọn hắn một cơ hội. Một khi chiếm được đủ khí vận đại đạo, tất nhiên có thể sinh ra cảm ngộ, đột phá công xiền bình cảnh, tu vi tiếp tục đề thăng. Có vị khai đạo giả nào mà không muốn trở thành người cao cao tại thượng, ngồi một chỗ nhìn sóng gió cửu vực nổi lên. Sở huyền nhìn về phía hoang cổ sơ địa, đây là thời điểm tồn tại đặc thù kia ra sức cho quỷ giới, cũng là an bài người thủ hộ trật tự luân hồi. Đại kiếp đến, có nghĩa là rất nhiều sinh linh phải chết đi. Luân hồi đại đạo sẽ nên đón thời kỳ bộc phát. Luân hồi đại đạo hiện tại đủ chèo chống cường giả thần cảnh tiến vào luân hồi. Cường giả đạo cảnh cũng có thể tiến vào luân hồi, sẽ không đánh mất ký ức của kiếp trước, sau khi trải qua luân hồi sẽ có cơ hội thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nếu gặp phải cường giả đuổi giết, ngược lại có thể trốn vào luân hồi, tránh né nguy hiểm sở huyền quyết định sẽ để luân hồi hiện thế cho tất cả sinh linh cửu vực biết đến sự tồn tại của luân hồi đạo cảnh có thể dựa vào thủ đoạn trốn tránh xóa đi ấn ký luân hồi nhưng không phải người nào cũng có thể trốn tránh luân hồi phá hoại trật tự luân hồi bởi vậy nên cần có cường giả thủ hộ tạo ra một vài quy tắc cần điều kiện gì mới có thể mượn luân hồi chuyển thế đối với người có cảm ngộ luân hồi thậm chí là người sáng tạo ra bí thuật tránh né giai đoạn trước mắt có thể làm ngơ một chút nếu là muốn dựa vào sức mạnh xông vào sẽ bị trấn áp dựa vào trật tự luân hồi hiện tại nếu không có cường giả trấn thủ thì không có biện pháp mạnh mẽ trấn áp đạo cảnh dù sao luân hồi đại đạo liên quan đến rất nhiều sinh linh không có khả năng tập trung toàn bộ lực lượng nhằm vào mấy đạo cảnh xông vào luân hồi tên gia hỏa kia bên trong hoang cổ sơ địa cũng rất thích hợp làm người trấn thủ luân hồi ngoại trừ đạo của đối phương khá đặc biệt bên ngoài rất giống quỷ tộc, thì thực lực và tiềm lực của bản thân hắn đều rất mạnh. Nếu như có thể khôi phục thực lực về trạng thái đỉnh phong, thì cho dù khai đạo giả cửu cực cũng không thể xông vào luân hồi. Ngoại trừ người này ra, sở huyền còn để mắt tới tia ý niệm cực đạo kia. Nó đang ở trong một không gian hắc ám, một dạng giống như vực sâu, ý niệm tan rã, đang trôi phiêu phù trong mảnh không gian này. Đang ở trong trạng thái ngủ say. Tự hồ, chỉ khi nào cực đạo ở cửu vực phát sinh biến hóa hoặc là thời điểm nguy cơ truyền thừa bị đứt đoạn thì một tia ý niệm này mới chịu ngưng tụ tỉnh lại từ trong ngủ say ánh mắt sở huyền nheo lại một tia ý niệm này rất đặc thù cực đạo vốn đặc thù ý niệm của người kia để lại không đặc thù thì mới là chuyện lạ một tia ý niệm này cũng không phải là có người cố tình chia tách ra mà là sau khi chết đi mới lưu lại tia ý niệm tồn tại một tia bản nguyên chỉ là một tia bản nguyên này quá thưa thớt, có một tia như vậy, cũng chỉ có thể duy trì tia ý niệm này bất diệt, rất khó để khôi phục. Đây cũng là nguyên nhân, ý niệm tan rã trong không gian, ở vào trạng thái ngủ say. Vừa không phải tiêu hao bổn nguyên, cũng tận khả năng giúp cho tia ý niệm này lớn mạnh. Chủ nhân tia ý niệm này là cực sao? Là đệ tam tổ nhân tộc, tổ tông của cực đạo. Sau khi sở bình phàm lột xác thành cổ thần cực đạo, kỳ thật nếu xét trên cấp bậc đã có thể sánh ngang với tổ tông cực đạo rồi đây là sở bình phàm chỉ đang ở giai đoạn sơ kỳ đương nhiên là tồn tại khai sáng cực đạo bản thân đã rất đặc thù rồi khai sáng ra một đạo kỳ thật xét về cấp độ không thể nào bằng cổ thần hỗn độn điều kiện tiên quyết là đại đạo của ngươi khai sáng có thể phát triển tu vi tăng lên tới cấp bậc nào chỉ có như thế mới có thể sánh ngang với cổ thần hỗn độn ít nhất cực có tiềm lực này Đáng tiếc, bây giờ hắn chỉ còn lại một tia ý niệm, cho nên sẽ kém hơn Sở Bình Phàm. Sau khi quan sát một tia ý niệm này, Sở Huyền nhận ra, cực đạo của Sở Bình Phàm lại khác với cực đạo của Cực. Cho dù đều là cực đạo, nhưng vẫn xuất hiện điểm khác biệt. Cực đạo của ai mạnh hơn, Sở Huyền không đoán được. Dù sao, hiện tại Cực chỉ còn lại một tia ý niệm. Hơn nữa, một tia ý niệm này có đúng là do Cực để lại hay không? Ngoại trừ cực ra, tự hồ không có vị võ giả cực đạo nào có thực lực như thế này. Ý niệm tan rã đang phiêu phù trong không gian, đột nhiên ngưng tụ lại, thức tỉnh từ trong giấc ngủ say. Là ai? Ngươi là cực sao? Giọng nói sở huyền truyền vào tia ý niệm kia. Hắn kích thích ý niệm thức tỉnh. Vị này cũng là người dự bị cho quỷ chi đạo. Nếu đối phương tiến vào quỷ chi đạo, thì có thể khôi phục hơn nữa có thể giúp quỷ đạo khai sáng ra một con đường tu luyện cho quỷ tu giống như cực đạo. Ti ý niệm kia khiếp sợ, vậy mà hắn không thể nào dò xét ra, đến tục cùng là ai đang trò chuyện cùng hắn. Phải, nhưng cũng không phải. Sở huyền nhíu lại, trả lời như vậy là sao? Cực, tồn tại hung danh hiển hách, tổ tông cực đạo, quả nhiên là không đơn giản. Cũng chưa chết hẳn. Hắn lại không khỏi nhớ tới, vị đầu tiên sáng tạo ra công pháp nhân tộc nghe đồn là đã chết. Người kia có thiên tư yêu nghiệt, có lẽ còn mạnh hơn cực. Cực tàn sát cường giả các tộc, gặp phải vây giết, cũng chưa chết hẳn, làm sao người kia có thể chết được. Có lẽ đã trốn vào trong hỗn độn. Rốt cuộc là phải hay không? Bên trong cực đạo, người có thực lực giống như vậy chỉ có một người là cực thôi. Giọng nói sở huyền trực tiếp truyền tới ý niệm kia. Cực im lặng một lúc, mới nói, ngươi là ai? Hắn rất khiếp sợ, dù chỉ còn lại một tia ý niệm thì không phải người nào cũng có khả năng nói chuyện với hắn hắn không thể kháng cự cũng không tìm được chỗ phát ra giọng nói chuyện này quá kinh khủng khai đạo giả cửu cực cũng không làm được tới bước này sở huyền không có trả lời hắn mà tiếp tục nói ngươi cũng không phải là phân thân cũng không phải là phân hồn lại càng không phải đoạt xá cũng không có dấu vết dung hợp ý niệm đây là bản nguyên của ngươi đúng là bản nguyên cực đạo Tại sao lại nói là phải, rồi cũng không phải. Chẳng lẽ các hạ không nhìn thấu?" Cực trầm giọng nói. "Đoán được một ít, chỉ là không dám xác định mà thôi." Sở Huyền tỏ ra thờ ơ, tiếp tục nói, "Cực, nói một chút đi, đã xảy ra chuyện gì? Ta tìm tới ngươi, chính là cho ngươi cơ duyên." Cực trầm mặt, đối phương có thể phát hiện ra hắn, chứng tỏ muốn tiêu diệt hắn thì rất dễ dàng. "Ta là do một đoạn đại đạo biến thành" Thấy suy đoán của mình không sai, Sở Huyền không khỏi liếu lưỡi. "Cực, vậy mà chặt đứt một đoạn đại đạo hóa thành bản thân, chẳng lẽ không sợ đại đạo bị tổn hại, mất đi khả năng tiếp tục khai đạo?" Đây giống như là chặt đứt gốc rễ. Lúc trước, chính ngươi dùng một đạo hóa thân này đi đồ sát cường giả các tộc. Nếu chỉ dùng một đạo hóa thân đã có thể tàn sát cường giả các tộc, thì thực lực bản thể của hắn mạnh tới mức nào? Mà cực mạnh như thế, cũng không dám đối chọi trực tiếp với tam tộc, chỉ có thể dùng hóa thân ra tay, che giấu bản thể. Có thể thấy được, trước đó thực lực của tam tộc mạnh cỡ nào. Cũng không phải vậy, ta chỉ biết rằng bản thân sẽ bị các tộc vây giết, thời điểm gặp phải nguy cơ, dùng một đạo hóa thân chết thay mà thôi. Cực lạnh nhạt nói ra. Quả nhiên người này đủ hung ác. Có mấy người dám chặt đứt đại đạo của bản thân, biến thành phân thân chết thay. Chỉ cần sơ sẩy một chút, chính là thân tử đạo tiêu ngay cả cơ hội khôi phục cũng không có hơn nữa cực lại thành công chuyện đáng sợ hơn chính là hóa thân của hắn còn chưa chết hẳn bản thể của ngươi ở nơi nào đã trốn vào trong hỗn độn chặt đức đại đạo còn có thể khôi phục các hạ hỏi nhiều quá rồi nói một chút thì có chết ai cửu vực bị ngăn cách làm sao ta biết rõ tình huống bản tôn Đại đạo xuất hiện bài xích, dẫn đến ngăn cách, không thể biết tình huống bản tôn. Trước đó không lâu, xuất hiện pháp tắc trí thượng hỗn độn, cho dù lực bài xích đại đạo không biến mất, nhưng mà cực lại ở trạng thái đặc thù này, tất nhiên có thể biết được tình huống của bản thể. Các hạ là ai? Có ý đồ gì? Cực lạnh lùng hỏi ngược lại. Dựa vào thái độ của Cực, hẳn là bản thể của hắn đã giải quyết xong di chứng chặt đức đại đạo, thực lực cũng có thể tăng tiến căn bản là không sợ một tia ý niệm này biến mất. Đương nhiên, Cực cũng không phải loại người hiền lành gì. Bên trong thập tổ nhân tộc thì hắn là người hung tàn nhất, giết cho các tộc cửu vực khiếp sợ, trực tiếp khiến cho Cực đạo trở thành cấm kỵ, không được phép tồn tại. Ta mở ra một giới, sáng tạo ra một tộc gọi là quỷ tộc, quỷ có quỷ đạo, loại trạng thái ý niệm này của ngươi hiện giờ rất thích hợp gia nhập quỷ giới. Sở Huyền cũng không giấu giếm, nói thẳng ra ý đồ của mình. Đối với cực mà nói, đây chỉ là một tia ý niệm của hắn, có thể gia nhập quỷ giới, khôi phục lại thực lực cũng là một đại cơ duyên. Bên trong ý niệm của hắn lưu lại bản nguyên cực đạo, không giống với phân thân bình thường, sau khi một tia ý niệm này gia nhập quỷ giới, mặc dù thực lực bản thể của hắn cũng không mạnh lên, nhưng nói một cách nào đó, đây tương đương với chuyện hắn có sinh mệnh thứ hai. Nếu bản thể có chết đi, thì hắn vẫn còn hóa thân bản nguyên, có thể tiếp thu lực lượng còn sót lại của bản thế, cuộc khởi thêm lần nữa ý niệm của ngươi gia nhập quỷ đạo có thể khai mở cực đạo tại quỷ đạo có thể khôi phục tu vi cổ hóa thân này tại sao lại không làm chuyện này đối với ngươi chính là một cọc cơ duyên cực lộ ra vẻ khiếp sợ ngươi mở ra thế giới ở tại cửu vực đúng vậy thế nào thế nhưng cửu vực là thế giới hoàn chỉnh là thế giới đầu tiên do hỗn độn sinh ra làm sao có thể mở ra một giới khác Người nào có thể mở ra một giới tại cửu vực? Trong dòng chảy lịch sử trải qua biết bao thời đại, tồn tại vô số cường giả, cũng không phải là chưa có người nào mở ra một giới. Ví dụ như bốn tộc tiên thần ma yêu, từng muốn mở ra một giới thuộc về bọn hắn, kết quả bị thất bại, thậm chí bị đại đạo bài xích. Chỉ có thể mở ra một không gian nhỏ hẹp, chứ không thể nào mở ra một giới. Bí cảnh không gian cùng với một giới, tuy là một không gian độc lập, nhưng xét về bản chất thì khác nhau một trời một vực bất luận một giới nào kỳ thật đều thuộc về một thế giới chỉ là khác biệt so với thế giới cửu vực mà thôi điểm khác biệt cụ thể chính là pháp tắc cửu vực rất hoàn chỉnh mọi người đều biết tại thế giới cửu vực thì không thể mở ra thế giới thuộc về mình cho dù có thành công mở ra thế giới cũng sẽ trực tiếp trở thành một phần của thế giới cửu vực trở thành lực lượng giúp cửu vực lớn mạnh mà bây giờ hắn lại nghe thấy có người mở ra một quỷ giới tại cửu vực. Còn sáng tạo ra chủng tộc mới. Chuyện đáng sợ hơn chính là, quỷ giới có đại đạo duy nhất thuộc về quỷ giới. Không bị cửu vực thôn vệ cùng đồng hóa, mà là tồn tại độc lập. Tại sao ngươi lại làm được? Đừng có gạt ta. Cực rất khiếp sợ. Rốt cuộc người này mạnh cỡ nào mới có thể làm được một bước này? Sở huyền nghe thấy giọng nói hắn không đúng, chẳng lẽ trong thế giới cửu vực không thể nào mở ra một giới khác. Kỳ thật quỷ giới, Phật giới, yêu giới đều là một thế giới độc lập. Ba giới này đều là phần thưởng của hệ thống, lúc trước Sở Huyền còn chưa nghĩ nhiều. Hôm nay thử tưởng tượng, quả thực thế giới cửu vực không thể nào mở ra một giới độc lập. Chỉ có thể mở ra một bí cảnh dạng không gian. Nhưng mà bí cảnh không gian cũng là thuộc về không gian trong thế giới, mà tam giới Phật, quỷ, yêu lại không phải không gian bên trong thế giới này mà chỉ là không gian liên kết cùng thế giới cửu vực mà thôi hơn nữa tam giới cũng liên tục phát triển đương nhiên nếu như đại đạo cửu vực bị thiên đạo chiếm đoạt như vậy tam giới sẽ trở thành thế giới phụ thuộc vào thế giới cửu vực tam giới phát triển liên tục cũng sẽ giúp cho thế giới cửu vực lớn mạnh sau khi suy nghĩ cẩn thận sở huyền vẫn bình tĩnh nói ra thủ đoạn của ta ngươi có thể suy đoán được sao cực lại trầm mặc vị tồn tại thần bí này khủng bố vượt quá sức tưởng tượng. Hắn đang cân nhắc một vấn đề, nếu để hóa thân bản nguyên tiến vào trong quỷ giới, dung nhập quỷ chi đạo, tất nhiên sẽ bị đối phương khống chế. Không biết bản thể có bị ảnh hưởng gì hay không? Sở huyền thấy hắn im lặng, đoán được hắn đang do dự, bèn nói, cũng không có ảnh hưởng gì đối với bản thể của ngươi, cũng không tồn tại hạn chế gì đối với hóa thân của ngươi, ta chỉ đang tìm người giúp trấn thủ quỷ giới mà thôi. Quỷ chi đạo mới sinh, đang trong giai đoạn phát triển, cũng là một cọc đại cơ duyên đối với ngươi, sẽ hưởng lợi từ quỷ chi đạo, miễn cho ngươi vất vả khai đạo, kỳ thật cũng không phải là không có khả năng phát triển đến cấp bậc của bản thể. Sở huyền dừng một chút, lại nói, ta tìm ngươi, không chỉ là quỷ chi đạo, còn giao phó cho ngươi trấn thủ luân hồi, thủ hộ trật tự luân hồi. Luân hồi. Cực ngơ ngát thốt ra. Sở huyền đang nghe truyện trên TV audio CV giảng giải một ít kiến thức về luân hồi cực cảm thấy cả người choáng váng. Hắn vẫn cho rằng thiên phú của mình đủ yêu nghiệt, cho dù là mấy vị nhân tộc trong truyền thuyết, hắn cũng tự tin mình không hề thua kém đối phương. Thử hỏi, ai dám chặt đứt một đoạn đại đạo, biến thành hóa thân bổn nguyên? Hơn nữa, còn thành công, không có thân tử đạo tiêu. Chỉ có hắn làm được. Kết quả, bây giờ có người nói cho hắn biết, đang xây dựng một cái luân hồi ở cửu vực. Sau khi sinh linh chết đi, ấn ký bản nguyên sẽ bị luân hồi thu lấy sau khi tiến vào luân hồi sẽ được đầu thai chuyển thế mà không phải biến mất triệt để trong thiên địa luân hồi đại đạo cơ hồ là giúp sinh linh ra đời khai sáng ra một con đường tắt phục sinh quả thực không tài nào tưởng tượng nổi pháp tắc đại đạo của thế giới cửu vực đã rất hoàn thiện dưới loại tình huống này thậm chí có người tạo ra luân hồi khai sáng luân hồi đại đạo thành lập trật tự luân hồi cũng không bị đại đạo bài xích có thể thấy được thủ đoạn của người này cực kỳ khủng bố Tọa trấn luân hồi, thủ hộ trật tự luân hồi Đây tuyệt đối là một đại cơ duyên Hắn sẽ trở thành người thủ hộ luân hồi Quyền hành to lớn, vượt quá sức tưởng tượng Hơn nữa, nếu luân hồi không sụp đổ Thì người thủ hộ luân hồi bất diệt, không thể bị giết chết Trật tự luân hồi quan trọng như thế Người muốn giao cho ta thủ hộ Cực cảm thấy động tâm dù sao đây chỉ là hóa thân bản nguyên hiện tại chỉ còn lại một tia ý niệm nếu hắn có thể khôi phục cũng trở thành người thủ hộ luân hồi tuyệt đối là đại cơ duyên luân hồi rất quan trọng đương nhiên không chỉ có một người ngươi chỉ là một trong những người phù hợp điều kiện huống hồ trật tự luân hồi đã hoàn thiện cơ bản hơn nữa đang không ngừng lớn mạnh không tới bao lâu cho dù là khai đạo giả cũng không thể trốn thoát luân hồi sở huyền tiếp tục nói ngươi thấy thế nào nên biết rõ một chuyện người trấn thủ luân hồi, tự nhiên sẽ được trao cho lực lượng đại đạo luân hồi, nếu muốn bảo vệ ai luân hồi chuyển thế, cũng có thể. Cực thoáng trầm mặt một lát, bèn nói, ta đồng ý. Hắn cảm thấy bản thân không có lý do gì cự tuyệt. Về phần thôn phệ luân hồi đại đạo, biến luân hồi trở thành của bản thân, hắn tự hỏi nếu đối phương dám tìm hắn, dĩ nhiên là không sợ. Huống chi, muốn cướp lấy đại đạo của người khác, há dễ dàng như vậy chưa nói tới luân hồi đại đạo chỉ là đại đạo không thuộc về đại đạo cửu vực mà là đối phương còn có thể tạo ra nói như thế nào cũng không thể cướp lấy cho dù người sáng tạo có chết đi nếu không có thực lực vượt qua người sáng tạo hơn nữa phải hao phí rất nhiều thời gian xóa đi ấn ký của người sáng tạo thì không thể nào cướp đoạt được với lại nếu người tạo ra ấn ký có chết đi cũng sẽ phục sinh bên trên đại đạo quyết định rất sáng suốt ngươi sẽ không hối hận vì lựa chọn hôm nay Sở Huyền cũng không thấy bất ngờ. Bất luận là quỷ giới hay luân hồi, đây đều là thứ mà không phải người nào cũng có thể từ chối. Nhất là luân hồi, người tọa trấn luân hồi, hầu như bất tử bất diệt. Hơn nữa, luân hồi vừa mới thành lập, có tiềm lực rất lớn, hiện tại tọa trấn luân hồi là cơ duyên cực lớn. Sẽ phát triển theo luân hồi, thực lực sẽ liên tục mạnh lên. Ngươi đã đồng ý, vậy thì tiến vào quỷ giới, gia nhập quỷ đạo ngươi có thể tự mình khôi phục tại quỷ đạo. Tốt. Cực cực đầu đồng ý. Xoát. Ngay thời khắc hắn gật đầu, ngay lập tức ý niệm đã thoát khỏi tiểu không gian, đợi đến lúc hắn khôi phục lại tinh thần, đã ở bên trên một đại đạo. Trong lòng cực rất khiếp sợ. Thực lực vị này quá khủng bố. Tự ngươi cảm ngộ đi, quỷ tộc rất đặc thù, quỷ giới cũng vậy, ngươi đang khôi phục trong quỷ đạo, tự nhiên không có khả năng giống như nhục thân của bản thể giọng nói sở huyền truyền tới ý niệm của hắn các hạ tên là gì cực mở miệng hỏi ngươi cứ gọi ta là tôn thượng sau này ngươi sẽ biết được tục danh của ta cực không nói gì tôn thượng hắn không dám gọi cho dù đối phương mạnh đến đâu hắn cũng không thể nói ra lời hắn là loại người gì chính là tồn tại đồ sát cường giả các tộc giết đến mức khiến các tộc sợ vãi đái. Cả đời này hắn không hề cúi đầu trước người nào. Ngoại trừ lúc này, không đúng, đây cũng không phải cúi đầu, chỉ là bắt lấy cơ duyên mà thôi. Sở huyền cũng lười quản hắn làm gì. Sau khi thỏa hiệp với cực, ánh mắt của hắn nhìn về một người khác. Người này có lai lịch không nhỏ, từng là sinh linh hỗn độn. Đạo của hắn có điểm tương đồng với quỷ đạo, trạng thái thân thể của hắn như linh hồn, lộ ra hư ảo như có như không, chỉ sợ u tộc chính là do bản nguyên vị này lan tràn mà tạo thành. U tộc đã từng là một chủng tộc rất mạnh. Dù hắn chỉ còn lại một điểm ý thức bổn nguyên, kỳ thật cũng có thực lực khai đạo trên vạn dặm. Có thể thấy được lúc đối phương ở trạng thái đỉnh phong, thực lực tuyệt đối vượt qua khai đạo giả cửu cực. Bất quá, hắn chưa đạt tới cấp bậc khai đạo giả thiên địa, nếu không sẽ không tàn phế tới mức này. Nếu có thể sống đến hiện tại, dựa vào thiên phú của sinh linh hỗn độn sẽ không kém hơn Bàn Sơn. Sở Huyền nhẩm tính một chút, lúc đối phương ở trạng thái đỉnh phong, khả năng rất cao là khai đạo 50-60 vạn dặm. Giai đoạn tiền kỳ của thế giới cửu vực, có được thực lực khai đạo 50-60 vạn dặm, tuyệt đối là cường giả đứng đầu. Nhóm cường giả lúc trước, nếu sống đến hôm nay, phần lớn đều trở thành tồn tại khai đạo giả thiên địa, đột phá khai đạo 100 vạn dặm. Hoang cổ sơ địa, trên một ngọn núi bị tàn phá, lượn lờ một tầng sương mù màu xám dường như có vô số oán niệm lượng lờ xung quanh, có thể ảnh hưởng đến thần trí con người. Nếu có võ giả đạo cảnh tiến vào trong, sẽ bị nó ảnh hưởng đến. Đây chính là một trong những cấm địa của Hoang Cổ Sơ Địa. Bên trong ngọn núi bị tàn phá, có thể thấy được mơ hồ một ít thi hài bị tổn hại, tản mát ra sương mù màu xám. Không biết hài cốt này đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, vẫn tản mát ra lực lượng đặc thù, ảnh hưởng đến ngọn núi, biến một mảnh khu vực này trở thành cấm địa có thể tưởng tượng ra lúc hài cốt còn sống mạnh đến bực nào dưới mặt đất ẩn nút một tiểu không gian u ám trong tiểu không gian này có một đạo tàng hồn đang phiêu đảng tự hồ đang ngủ say một đầu hư ảnh đại đạo lượng lờ xung quanh tạo cho người ta một loại cảm giác âm trầm tà ác đầu tàng hồn này giống như một tòa núi nhỏ vóc dáng khôi ngô cường tráng nhưng trên thân lại mọc ra bốn cánh tay cho dù đang ở trạng thái tàng hồn cũng có thể thấy lờ mờ trên cánh tay bám lấy một ít hỏa diễm màu đen. Hai mắt trợn trừng, tự hồ không thể khép lại được. Cái miệng đen ngòm lộ ra hai răng nanh nhọn hoắt. Bộ dáng này tạo cho người ta một loại cảm giác âm trầm dữ tợn, giống như là ác quỷ. Đây là hình tượng ác quỷ trong lòng Sở Huyền, cũng là một trong những nguyên nhân Sở Huyền hắn tìm tới đây. Hơn nữa, đại đạo của đối phương có cảm giác âm trầm khủng bố, tựa như quỷ đạo. Có thể nói là rất phù hợp với quỷ đạo ngươi đang chờ đợi cơ hội thức tỉnh ư một giọng nói đột ngột vang lên trong đầu hồn u giọng nói này quá đột ngột hơn nữa không hề báo trước chuyện càng đáng sợ hơn chính là trực tiếp vang lên trong đầu mà không phải là nghe được từ nơi nào biến cố quá đột nhiên dọa hồn u run rẩy một phát thân thể hư ảo suýt nữa bị nổ tung trong lòng của hắn rất kinh hãi hắn ẩn nút trong này đã không biết bao nhiêu năm tháng ngay cả thời kỳ tam tộc cường thịnh cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn hài cốt bên trong núi chỉ là làm cho bên ngoài thấy để mọi người biết hắn đã chết hẳn cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu năm tháng thẳng đến đại đạo cửu vực phát sinh biến cố những chủng tộc đã từng là bá chủ cửu vực đều bị đại đạo bài xích trục xuất ra khỏi cửu vực hắn liền biết được cơ hội bản thân khôi phục đã đến lần đạo kiếp tiếp theo tất nhiên chính là thời điểm mình khôi phục từ lúc thế giới cửu vực mở ra cho đến nay, đây là thời kỳ mà thực lực sinh linh cửu vực yếu nhất. Cho dù hắn chỉ còn lại một tia ý thức bản nguyên, thì sinh linh cửu vực cũng không thể uy hiếp đến hắn. Những khai đạo giả kia cũng không được. Chính là bởi vì như thế, hắn mới bắt đầu hấp thu một ít đạo vận đại đạo, khôi phục một ít bổn nguyên của bản thân. Bởi vì hắn là sinh linh hỗn độn, cho nên không bị đồng hóa bởi đại đạo cửu vực, cũng không biến thành sinh linh cửu vực cho nên thiên phú bị hạn chế hắn cũng không có trắng trận hấp thu đạo vận để khôi phục chỉ cần duy trì ý thức bổn nguyên không bị diệt là được thời gian gần đây hắn đã nhận ra cơ hội khôi phục đã sắp đến trong lầy tràn trề hy vọng thời điểm khôi phục đỉnh phong tu vi sẽ tiến thêm một bước có thể đại sát tứ phương báo thù rửa hận kết quả lúc này hắn nghe được một giọng nói khiến cho hắn sợ vỡ mật là ai đừng hoảng sợ ta không có ác ý ta muốn tặng cơ duyên cho ngươi sở huyền có chút cạn lời vị này quá nhát chết vừa nãy hắn trò chuyện với cực cũng không thấy hắn sợ như vậy trái lại còn rất tỉnh táo ta không cần cơ duyên giọng nói hồn u có chút kinh sợ cũng không có cách nào hắn đã chết quá lâu cũng né tránh quá lâu rồi cho nên lá gan cũng nhỏ hơn người khác chớ vội vã từ chối Sở huyền có chút dở khóc dở cười Chẳng lẽ người này trốn tránh đến nghiện rồi Ngay cả lá gan cũng teo nhỏ lại Ngươi đang ở đây chờ đợi đạo kiếp tiến đến Mượn cơ hội này khôi phục Hồn u trầm mặt Hắn đã bình tĩnh lại Cảm thấy vừa rồi mình hơi làm quá Bản thân mình là sinh linh hỗn độn Đã từng rất cường đại Một trong những chúa tể cửu vực Bất quá Vẫn không nhịn được mở miệng nói Tại sao ngươi lại phát ra ta còn biết ta đang đợi đạo kiếp tiến đến trong thế giới cử vực này không có người nào có thể tránh thoát ánh mắt của ta cũng giống như ngươi vậy người chờ đợi đạo kiếp tiến đến không chỉ có mỗi mình người bất quá ngươi phải thất vọng rồi đạo kiếp đã sớm kết thúc sở huyền quyết định kiên nhẫn một chút giải thích cho vị này một hai né tránh lâu như vậy cho dù đã từng là sinh linh hỗn độn dù sao chỉ còn lại một tia ý thức bổn nguyên ẩn núp nhất định là trốn đến mức xảy ra vấn đề tính cách thay đổi thể hiện dễ nhận biết nhất chính là trở nên nhát gan không có khả năng tại sao đạo kiếp lại có thể kết thúc hồn u không tin nhất định là người này cố ý lừa gạt thế giới phát sinh biến hóa có lẽ ngươi cũng cảm ứng được hôm nay đạo kiếp chết yểu được thay thế bằng đại kiếp vực sâu giọng nói sở huyền êm dịu không mang theo chút ác ý nào tránh cho hồ người này sợ vỡ mật hồn u đã trầm mặt trong lòng có chút sợ hãi đúng là dạo gần đây hắn cảm giác cơ hội khôi phục đã biến mất hắn vốn tưởng rằng đạo kiếp sắp tới cho nên hắn không thể cảm ứng được trong lòng vốn đang cao hứng khoảng cách hắn khôi phục ngày càng gần kết quả là đạo kiếp chết non cũng không mở ra thế thì mình phải chờ đợi đến bao giờ mới khôi phục được muốn tiếp tục lẫn trốn tới khi nào ta mở ra một giới gọi là quỷ giới sáng tạo ra một tộc gọi là quỷ tộc, còn tạo ra quỷ đạo, nếu ngươi chịu gia nhập quỷ đạo, giúp ta thủ hộ luân hồi, có thể khôi phục lại nhục thể. Sở huyền chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi mở ra một giới. Tại cửu vực này, hồn u cực kỳ khiếp sợ. Lúc trước, những sinh linh hỗn độn như bọn hắn, cũng từng có ý tưởng này. Nhưng mà, bọn hắn không làm được. Vào lúc vừa mới tạo ra thế giới cửu vực, tiềm lực vô tận, ở vào thời kỳ đại cơ duyên, bọn hắn cũng không thể tạo ra thế giới. Hôm nay, thế giới cửu vực so với lúc trước đó càng thêm hoàn thiện, pháp tắc đại đạo càng hoàn chỉnh hơn, mạnh mẽ hơn, không gian càng vững chắc. Cho nên càng khó mở ra một thế giới. Kết quả, đối phương lại làm được. Tất nhiên, thủ đoạn của ta, ngươi có thể đoán được sao? Chẳng lẽ các hạ là cổ thần? Trong lòng hồn u rất rung động, tiếp theo lại lắc đầu nói, không có khả năng, cho dù là cổ thần cũng không thể làm được ta còn sáng tạo ra luân hồi sở huyền giới thiệu sơ qua về luân hồi hồn u trợn mắt há mồm cả buổi không thốt ra được câu nào quá mạnh mẽ cũng quá khó tin chẳng lẽ đối phương là tồn tại vượt qua đại đạo là tồn tại đã từng vượt qua những cổ thần hỗn độn kia hồn u là sinh linh hỗn độn lúc thế giới cửu vực sơ khai hắn chính là một trong nhóm chúa tể ở cửu vực Hắn càng ý thức được, mở ra quỷ giới, xây dựng luân hồi có ý nghĩa như thế nào. Như thế nào? Đây là đại cơ duyên của ngươi. Sở Huyền lại hỏi thêm lần nữa. Trong lòng hồn u đang do dự cùng giằng co. Hắn là sinh linh hỗn độn, cũng đã từng là chúa tể cửu vực. Hôm nay lại trở thành cấp dưới của kẻ khác, trấn thủ luân hồi, thủ hộ trật tự luân hồi. Tuy nhiên, luân hồi này rất đặc biệt. Nhưng mà, nhưng mà Bỏ qua cơ duyên lần này, sau này ngươi đừng mong có cơ hội khôi phục, chỉ sợ đạo kiếp sẽ không tái hiện. Sở Huyền tiếp tục nói. Một khi Thiên đạo chiếm lấy đại đạo, dĩ nhiên là đạo kiếp sẽ không xuất hiện nữa. Ở trong Thiên đạo, không được Sở Huyền cho phép, hồn u vĩnh viễn đừng mong khôi phục. Ta đồng ý. Hồn U than nhẹ một tiếng. Hắn cũng hiểu được, nếu bỏ qua cơ duyên lần này, chỉ sợ sẽ đánh mất cơ hội khôi phục. Huống hồ Luân hồi vừa mới thành lập, quỷ giới giai đoạn đầu, quỷ đạo còn nhỏ yếu, có tiềm lực rất lớn. Cũng chưa chắc là không có khả năng giúp hắn vượt qua thời kỳ đỉnh phong. Sau khi trở thành người thủ hộ luân hồi, sẽ bị hạn chế ở trong luân hồi, không thể nào rời khỏi hay sao? Hắn còn muốn chờ thực lực mạnh lên, sẽ tìm những người kia báo thù. Tự nhiên là được, nhưng không thể rời khỏi quá lâu, trật tự luân hồi không thể bị đảo loạn, lúc ngươi rời khỏi cần chuẩn bị sẵn sàng. Sở Huyền trả lời. Chuyện này không thành vấn đề, ta liền trở thành người thủ hộ luân hồi. Sau khi hồn u đáp ứng, lại cảm thấy tâm tình trở nên nhẹ nhõm, không còn cảm giác khẩn trương. Lựa chọn chính xác. Hồn u chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lúc tinh thần khôi phục lại, đã đi tới bên trên một đại đạo. Quỷ đạo. Trong lòng hắn thầm rung động, quỷ đạo này cùng đại đạo của mình, thậm chí có chỗ giống nhau. Cực đã không còn là trạng thái ý niệm. Hắn đã khôi phục về bộ dáng nhân tộc, đương nhiên thân thể hiện tại của hắn cũng không phải là thân thể huyết nhục, cũng có chỗ khác so với quỷ tộc. Thân thể này do đại đạo chi lực ngưng tụ thành, có chút tương tự với thân thể hồn u. Hồn u cũng nhìn thấy Cực, nhưng hắn không có nói gì, mà là dung nhập vào trong quỷ đạo, hắn phóng thích đại đạo ra ngoài, cùng dung hợp với quỷ đạo. Nói một cách chính xác, là bị quỷ đạo hấp thu vào trong ầm ầm quỹ đạo mở rộng và đề thăng rất nhanh quỹ chi đạo cũng trở nên hoàn thiện pháp tắc quỹ đạo ngày càng nhiều quỹ giới cũng mở rộng và nâng cao luân hồi đại đạo sông hoàng tuyền cũng được tăng cấp cực yên lặng quan sát một màn này quỹ giới phát sinh biến hóa phong đô quỷ vương cùng u nhi là người thu lợi nhiều nhất thực lực hai người đều tăng lên rất nhanh sở huyền vẫn luôn yên lặng theo dõi hồn u muốn khôi phục thì cần có thời gian, đương nhiên dựa vào nội tình hiện tại của quỷ đạo, không đủ giúp hắn khôi phục lại thời điểm đỉnh phong. Tối đa cũng khôi phục được cảnh giới khai đạo 3 vạn dặm. Cực đã khôi phục được tu vi khai đạo trên hai vạn dặm. Đủ sức bảo vệ trật tự luân hồi, không bị người phá hỏng. Huống hồ, dựa theo sự phát triển của luân hồi, quỷ đạo nâng cao, thực lực hai người cũng sẽ liên tục tăng theo. Đợi đến lúc thiên đạo hoàn toàn thâu tóm đại đạo, thực lực cùng địa vị của bọn hắn sẽ biến hóa cực lớn trước đó sở huyền cần thiết lập quyền hạn cho bọn hắn khai đạo giả ở thời tam tộc còn thống trị cửu vực được gọi là chí thánh có thể sắc phong cho cực là cực đạo chí thánh hoặc là cực chí thánh hồn u thì gọi là hồn u chí thánh hai vị chí thánh này sẽ gánh trách nhiệm trấn thủ luân hồi hồn u vẫn đang trong quá trình khôi phục sở huyền thông báo cho phong đô quỷ vương cùng u nhi nói cho hai người biết về sự tồn tại của hai vị trí thánh. Quỷ tộc chịu sự quản lý của phong đô quỷ vương cùng U Nhi, quỷ giới cũng do hai người thống trị. Hồn U và Cực, nhiệm vụ chủ yếu là thủ hộ trật tự luân hồi. Nhưng cũng không phải là không có thực quyền tại quỷ giới, mà chỉ đơn giản là không can thiệp vào sự vụ của quỷ giới cùng quỷ tộc. Một khi quỷ giới hoặc quỷ tộc gặp phải nguy hiểm, phong đô quỷ vương cùng U Nhi có thể mời hai vị trí thánh này ra tay bảo vệ trật tự quỷ giới. Địa vị của hồn u và cực cũng giống như thái thượng trưởng lão trong một môn phái, là người có thực lực mạnh nhất, cơ bản là không quản chuyện vặt, chỉ khi nào xuất hiện nguy cơ hoặc là phát sinh chuyện không thể giải quyết thì bọn hắn mới ra mặt. Sở Huyền đang chờ đợi hồn u khôi phục, hắn tiếp tục quan sát thế giới cửu vực, tìm kiếm thêm người thích hợp. Gốc ban điểm cổ thụ kia chính là sinh linh ban đầu của thế giới cửu vực, chỉ là nó rất đặc thù, vậy mà không thể nào hóa hình nếu như không cách nào hóa hình cũng chỉ có thể ở hình dáng gốc cây di chuyển thôi cũng thấy quá khó khăn bị pháp tắc đại đạo hạn chế cho nên nó không thể thoát ra ngoài cho dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể ở một chỗ vì tránh bị cường giả để mắt tới nó tự mở ra một tiểu không gian đặc thù ẩn núp ở bên trong nếu như là đại khí vận giả ngược lại sẽ có cơ hội tiến vào bên trong đạt được một ít cơ duyên cái gốc cổ thụ này khá đặc biệt, bên trong ẩn chứa một ít pháp tắc đại đạo. Những vết đống đủ màu sắc kia, chính là do đạo vận biến thành, có năng lực đặc biệt giúp người khác cảm ngộ bí thuật, thần thông. Sở huyền hơi do dự, có nên lừa gạt gốc cây này ra ngoài. Dụ nó tiến vào yêu giới, trở thành cổ yêu trấn giới của yêu giới. Cây thành tinh, cũng là một loại yêu. Ban điểm cổ thụ này có thể hóa ra khuôn mặt, chứng tỏ nó đã vượt qua một phần nhỏ pháp tắc hạn chế. Chỉ là nếu muốn hóa hình, thì rất khó khăn. Trừ phi có thể đột phá công xiền cảnh giới, đột phá khai đạo giả thiên địa. Nhưng mà, nếu ban điểm cổ thụ muốn tiếp tục mạnh lên, cần phải tích lũy trong thời gian rất dài, hơn nữa phải còn sống sau kiếp nạn, mới có thể đột phá bình cảnh. Nếu như nó tiến vào yêu giới, có thể tách ra một đạo hóa thân có thể di chuyển, có lẽ đối phương sẽ đồng ý trong lòng sở huyền suy nghĩ trước tiên hắn cũng không tìm tới đối phương yêu giới đã có đằng giao vương chưa hẳn cần gốc cổ thụ này sở huyền nhìn về phía tiểu thế giới của mình nếu lừa gạt gốc cổ thụ này tiến vào tiểu thế giới có được hay không ở bên trong khai đạo hội đằng giao vương đang tìm sở huyền sau khi hắn mang đại đạo tiến vào yêu chi đạo thu được rất nhiều lợi ích chính thức hiểu ra yêu tộc là gì đám khai đạo giả yêu tộc còn lại cũng muốn tiến vào yêu chi đạo. Cho nên, lúc này Đằng Giao Vương mới tìm đến Sở Huyền. Sở Huyền rất vui mừng, tiện tay truyền qua mấy miếng đạo tinh, giúp đỡ những khai đạo giả yêu tộc khác gia nhập yêu chi đạo. Hôm nay, Phật chi đạo đã có một đám khai đạo giả ma tộc như ma đồ, Phật giới cùng Phật đạo đã tăng trưởng cực lớn, cho thấy tiềm lực lớn vô cùng. Yêu giới thì có những khai đạo giả như Đằng Giao Vương cũng nâng cao cực lớn, có tiềm lực như nhau. Quỷ giới liên quan đến luân hồi, cực cùng hồn u trấn thủ, khiến cho quỷ chi đạo nâng cao vượt xa Phật đạo cùng yêu đạo. Trong tam giới, trước mắt quỷ giới là giới mạnh nhất. Dù sao luân hồi mang ý nghĩa trọng đại, tự nhiên Sở Huyền càng chú ý nhiều hơn. Ma tộc ở cửu vực, trước mắt chỉ còn lại đại trưởng lão ma tộc, dẫn đầu một nhóm người ma tộc. Hơn nữa đang trốn đông trốn tây, trở thành loại người không ai biết đến. Mấy lần gần như sắp bị diệt tộc so với một ít tiểu tộc còn kém hơn từng là một trong những chủng tộc bá chủ ở cửu vực thế mà bây giờ luân lạc đến mức này khiến cho vô số cường giả phải thổn thức cảm thán phật môn đã thay thế ma tộc mà ngay cả đạo cảnh khai đạo cảnh ma tộc đều nguyện ý gia nhập phật môn theo một ý nghĩa nào đó ma tộc đã bị tuyệt diệt tại cửu vực lưu lại những người kia cũng không thể xưng lạc tộc chỉ có thể gọi là ma nghiệt bên trên quỷ chi đại đạo thân hình hồn u hiện ra. Bộ dáng dữ tợn khủng bố, dáng người cao lớn, trên thân mọc ra bốn cánh tay tráng kiện, rất có hình tượng của ác quỷ. Hồn u cực nhíu mày lại, ngoài ý muốn nói ra. Vị sinh linh hỗn độn này, trong truyền thuyết là người tàn bạo thích giết chóc, cực kỳ khủng bố, là một trong những chúa tể cử vực thời viễn cổ. Vậy mà còn chưa chết. Lúc trước về giết sinh linh hỗn độn ở cử vực, rất nhiều cường tộc đều biến mất chỉ còn lại tam tộc tiên thần ma và mấy cường tộc là có thể cười đến sau cùng. Nên biết rõ, phe dẫn đầu nghịch phạt mấy vị chúa tể này cũng không phải do tam tộc lãnh đạo, mà chính là một vài tồn tại ở trong truyền thuyết. Trong đám cường giả đó, phần lớn đều là sinh linh ban đầu của thế giới cửu vực. Tiên thiên sinh linh lúc đầu cũng không phải là loại tiên thiên sinh linh giai đoạn sau như Hỏa Huyền. Bọn hắn vô cùng mạnh mẽ, dám nghịch phạt sinh linh hỗn độn, đại chiến diễn ra cực kỳ tàn khốc đám người này đều đã từng là cường tộc ở cửu vực, nhưng đều chết đi trong quá trình nghịch phạt sinh linh hỗn độn. Trải qua đại chiến thời gian dài, cuối cùng sinh linh hỗn độn nửa chết nửa chạy trốn, sau đó thế giới cửu vực mới trở về tay sinh linh cửu vực. Tam tộc tiên thần ma cũng là cuộc khởi trong giai đoạn này, trở thành tồn tại đỉnh cao ở cửu vực. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.